Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc kêu gọi ngưng đưa vũ khí vô Syria, tin từ Strasbourg. Ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon nói rằng chiến tranh đang leo thang tại Syria, các nước ủng hộ hai phía phải ngưng đưa vũ khí vô Syria. Đọc những văn tại Diễn đàn Dân chủ Thế giới, ông Ban nói tình hình Syria ngày càng nghiêm trọng, đe dọa tạo sự bất ổn cho các nước lân bang và toàn vùng. Leo thang căng thẳng ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Lebanon rất cực kỳ nguy hiểm. Ông ta rất quan tâm tới tình trạng tiếp tế vũ khí cho chính phủ của ông Bashar al-Assad và cho lực lượng nổi dậy, và kêu gọi các nước ngưng đưa vũ khí vô Syria. Sáng nay, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Hatay đã pháo kích qua Syria sau khi một quả đạn pháo từ Syria bắn qua một thị trấn của tỉnh này. Trong 6 ngày qua, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã liên tục pháo kích qua biên giới của Syria. Hội đồng Bảo an đã bất lực, không thể đưa ra bản nghị quyết nào trừng phạt chế độ al-Assad vì bị Nga và Trung Cộng phủ quyết.